Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang có những diễn biến khó lường tại Việt Nam, khi ghi nhận 72.324 ca mắc trong tháng 8, tăng 2,4 lần so với tháng 7 năm 2022. Công tác phòng chống dịch và tiêm vaccine rất cần được đẩy mạnh. Phiên họp lần thứ 17 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã nhấn mạnh không thể lơ là chủ quan để dịch có cơ hội bùng phát trở lại. Sáng ngày 13 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chủ trì phiên họp lần thứ 17 của ban chỉ đạo. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu 63 tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại, Thực hiện kết luận của Trung ương, ngày 11 tháng 10 năm 2021, Chính phủ ban hành nghị quyết 128 về thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về tình hình và các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh hơn nữa công tác tiêm chủng vaccine hiện vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra. Khắc phục tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, đảm bảo nhân lực y tế, tăng cường tuyên truyền, nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống dịch của nhân dân. Theo báo cáo của Bộ Y tế, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, đến 11 tháng 9 năm 2022, Việt Nam ghi nhận trên 11,4 triệu ca mắc, có 10,3 triệu người khỏi bệnh, 90,2% và trên 43.000 ca tử vong, 0,38%. So với tháng 7 năm 2022, tháng 8 năm 2022 ghi nhận 72.324 ca mắc, tăng 2,4 lần, 24 ca tử vong, tăng 18 ca. Trong nước đã ghi nhận các trường hợp nhiễm biến thể phụ BA.4, BA.5, BA.2.74 trong cộng đồng, nhất là biến thể phụ BA.5 đang tiến tới chiếm ưu thế trong số các ca mắc. Trong 7 ngày qua, từ ngày 5 tháng 9 đến 11 tháng 9, cả nước ghi nhận trung bình khoảng 2.900 ca mắc mới mỗi ngày. Ngày 7 tháng 9 ghi nhận 3.878 ca, cao nhất trong gần 4 tháng qua. Số ca mắc đang có xu hướng gia tăng trở lại. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 liên tục có các chỉ đạo tăng cường thực hiện quyết liệt công tác phòng chống dịch COVID-19 ban hành các văn bản yêu cầu các ngành các cấp địa phương tuyệt đối không được chủ quan lơ là mất cảnh giác và yêu cầu thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch với mục tiêu kiểm soát dịch không để bùng phát trở lại đặc biệt tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid-19 đảm bảo thuốc vật tư trang thiết bị y tế và nhân lực y tế phục vụ công tác phòng chống dịch và tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết 38 nqcp của chính phủ các bộ ngành địa phương tiếp tục tăng cường chỉ đạo hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ban hành chỉ đạo quốc gia về công tác phòng chống dịch COVID-19 để hoàn toàn kiểm soát COVID-19. Mỗi người dân cần chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Bằng việc thực hiện theo khuyến cáo 2K, khẩu trang khử khuẩn của Bộ Y tế, kết hợp tiêm vaccine, chúng ta góp phần tránh lây lan dịch bệnh và tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân.